Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ trang phục của em. Thầy giáo sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ một trang phục của một bạn nam và vẽ một trang phục của một bạn nữ. Sau đây mời các bạn là theo dõi cùng theo dõi thầy giáo vẽ trang phục nhé. Đầu tiên thầy giáo vẽ một nét cong. Sau đó thầy giáo vẽ cánh tay bằng một nét thẳng, chúng ta kéo xuống. Sau đó chúng ta sẽ kéo vuông góc vào. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ một đường thẳng dọc theo tờ giấy, đó chính là thân của áo. Sau đó chúng ta sẽ kéo một đường thẳng ngang vuông góc. Tiếp theo ta vẽ tiếp tục phía bên cạnh cánh tay, xong rồi ta kéo xuống. Như vậy chúng ta đã cơ bản có được một cái hình của cái áo phông của một bạn nam. Tiếp theo thầy giáo vẽ cổ áo cũng bằng một đường cong và vẽ thêm một cái đường là viền cổ áo. Và cái viền cánh tay dấu áo. Như vậy cơ bản chúng ta đã vẽ xong một cái hình áo của bạn nam. Thường thường áo các bạn nam thì hay thích có số áo này, thích đá bóng này. Như vậy chúng ta có thể vẽ số áo cho các bạn, hoặc là chúng ta vẽ thêm một cái túi áo nhỏ để các bạn nam đựng đồ. Thế như vậy chúng ta đã hoàn thành một cái áo. Tiếp theo thầy giáo sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ một cái áo cho bạn nữ, thì váy nữ chúng ta tiếp tục cũng vẽ một đường cong. Đường cong này chúng ta sẽ vẽ đường cong lớn hơn đường cong của chiếc áo của các bạn nam. Sau đó chúng ta vẽ một cái cong khóa ở phía bên trái. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ các đường cong để tạo thành cái dấu ở cái tay áo bên phải. Cũng vậy, ta cũng vẽ một đường cong và vẽ thêm cổ tay áo. Thế như vậy là chúng ta được tay áo. Tiếp theo ta vẽ hai đường thẳng song song hai bên để tạo thành thân áo. Và bước tiếp chúng ta sẽ vẽ phần váy phía dưới. Phần váy phía dưới chúng ta vẽ phình cong sang hai bên để tạo chân váy. Sau đó ta vẽ một số đường cong uốn lượn phía dưới để tạo chân váy có thêm nhịp điệu và mềm mại hơn. Thế như vậy ta đã trang trí và ta đã vẽ được cái váy áo. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần cổ áo. Cổ hai bên này. Rồi. Để cho cái váy áo sinh động và đẹp hơn, ta sẽ trang trí thêm cho váy áo một bông hoa. Ta vẽ một bông hoa. Các bạn sẽ vẽ một hình tròn, sau đó lần lượt vẽ các cánh hoa xung quanh để tạo thành một bông hoa. Như vậy, các bạn đã vẽ được một trang phục áo của các bạn nam và một chiếc váy của các bạn nữ. Sau đây chúng ta sẽ tô màu. Chúng ta sẽ tô màu theo ý thích, tùy chúng ta thích màu gì chúng ta sẽ tô. Chúng ta cầm bút và tô sát với các nét vẽ, tránh để màu lem ra phía bên ngoài, và tô thật cẩn thận. Nhớ tô đều màu, tránh trường hợp nhiều bạn tô ẩu vội vàng và chúng ta vẽ những đường nghịch ngoạc
màu nó lem ra phía ngoài tạo cho sản phẩm của mình không được đẹp mắt. Chúng ta tô từ từ, dần dần từ trên xuống dưới. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được chiếc áo của các bạn nam. Chúng ta cũng có thể tô thêm vào các đường viền hoặc là túi áo, đấy, viền gấu, viền cổ và viền cổ tay. Chúng ta có thể lựa chọn các màu khác để chúng ta tô cho tác phẩm chúng ta được đẹp mắt hơn. Như vậy chúng ta đã tô xong được chiếc áo của các bạn nam. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tô chiếc váy của bạn nữ. Chúng ta cũng tô như vậy, lựa chọn màu sau đó ta tô cẩn thận. Rồi, như vậy chúng ta đã cơ bản tô xong chiếc váy. Sau đây chúng ta sẽ tô thêm bông hoa cổ áo và các dấu áo. Như vậy là chúng ta